Đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp trong những bức tranh của mình. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Còn vẫn tại đây, vẫn ngồi ở đây. Hình như đêm hôm qua Vũ nó cũng ngồi chơi bệnh nha. Chào cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Vòng tay hôm nay mình sẽ có từ
nước khoáng. Bây giờ mình bắt đầu nha. Mọi người ơi, hôm nay của mình sẽ có tiêu đề là nước tinh khiết. Bây giờ mình bắt đầu nhé. Mọi người ơi, tiêu đề hôm nay của chương trình của mình sẽ là nước ép trái cây. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp trong những bức tranh của mình. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào.
Thank you.